Sáng 28 tháng 9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên khai mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11 được tiến hành theo phương châm đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dân chủ, kỷ cương với chủ đề xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến hẳn lên hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Dự đại hội có 450 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin, nguyện vọng của hơn 26 vạn đảng viên trong Đảng bộ quân đội. 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 10 của Đảng bộ quân đội, cũng là 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng. Diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng cũng đang gặp không ít trở ngại, khó khăn do có sự cạnh tranh, xung đột giữa các quốc gia, khu vực diễn ra gay gắt. Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo, đứng trước nhiều khó khăn, phức tạp. Bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và quân đội ta cũng ngày càng tinh vi, nham hiểm, trực diện hơn. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ quân đội đã nghiên cứu, tham mưu ban hành, triển khai có hiệu quả nhiều chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự quốc phòng, góp phần hoàn thiện, phát triển tư duy lý luận, đường lối, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Trước các diễn biến phức tạp của tình hình, quân đội luôn luôn vững vàng, kiên định, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, và là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo đảm môi trường trong ấm, ngoài êm cho đất nước. Đó là bài học rất quý, cần giữ gìn, phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời, quân đội luôn là lực lượng nòng cốt xung kích, đi đầu trong phong trào phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, qua đó ngày càng làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, khẳng định vai trò của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, đặc biệt trong những nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 vừa rồi, cũng như hiện nay, cán bộ chiến sĩ toàn quân đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là quân đội của nhân dân, quân đội trong lòng dân, tích cực tham gia giữ gìn lực lượng hòa bình của Liên Hiệp Quốc, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta và quân đội ta trên trường quốc tế, nhất là trong khối ASEAN. Tôi nói đây cũng là điểm mới trong nhiệm kỳ vừa rồi. Quân đội nhưng mà làm đối ngoại và rất có hiệu quả. Có nhiều khi qua kênh đối ngoại ta không giải quyết được, nhưng mà quân đội với nhau, trao đổi với nhau, nắm được tình hình, đề xuất chủ trương giải pháp, và trước hết là hai quân đội của hai nước ấy, hay là với một số nước ấy, có quan hệ tốt với nhau, thì lại có thấy hiệu quả tốt hơn. Tôi nghĩ đây cũng là điểm mới. Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ quân đội và toàn quân cũng còn những thiếu sót, khuyết điểm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm để tiếp tục sửa chữa, khắc phục và cảnh tỉnh, phòng ngừa có hiệu quả.
tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn. Với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 được đề ra trong báo cáo chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đại hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi, những ưu thế và vị trí, vai trò đặc biệt của quân đội, của Đảng bộ quân đội, đó là quân đội ta, là quân đội nhân dân, quân đội của dân, do dân, vì dân, và được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Do vậy, quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân. Chưa bao giờ Việt Nam có được cơ đồ như ngày nay. Đóng góp rất lớn của quân đội. Rất mong các đồng chí thấm thía cái điều này, giữ vững cái truyền thống anh hùng bất khuất của chúng ta. Và là bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân, do dân, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội. Vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên phải được lan tỏa trong toàn quân và trong toàn xã hội. Quân đội đã có thuận lợi, đảng bộ quân đội càng có thuận lợi. Và vai trò lãnh đạo của đảng đối với quân đội là trực tiếp, là tuyệt đối. Vậy thì đảng bộ quân đội làm thế nào để xứng đáng và làm đúng vai trò, vị trí, chức năng của một đảng bộ quân đội Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Với cái tinh thần ấy, các đồng chí xây dựng đảng rất nghiêm về kỷ luật, nhưng cũng hết sức dân chủ, tình thương yêu đồng chí đồng đội, là một tập thể mạnh, đồng thời chủ động, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ hiệu quả hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, làm thất bại âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa, phi chính trị hóa quân đội, giữ vững trận địa tư tưởng của đảng trong quân đội. Trước đòi hỏi của tình hình mới, với điều kiện và khả năng của mình, hơn ai hết, quân đội phải đi đâu, đấu tranh phản bác mạnh mẽ hơn nữa đối với những quan điểm sai trái, thù địch, không chỉ trên báo chí mà ngay trong nội bộ cũng như ngoài xã hội, tuyệt đối không để những quan điểm sai trái xuất hiện tồn tại trong quân đội. Để tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ quân đội thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, bảo đảm tinh, gọn, mạnh hơn nữa. Báo cáo chính trị đã xác định rất đúng, rất trúng phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là mục tiêu phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. Các đồng chí rất nhớ cho cái chơi. Chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời và tham mưu với Đảng, Nhà nước, chủ trương về quân sự, quốc phòng, xử lý có hiệu quả các tình huống, bảo đảm trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, cũng không để bị động bất ngờ, chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp tổng thể, hóa giải nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm, từ xa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ quân đội sẽ thật sự là một đảng bộ mẫu mực, thật sự trong sạch, vững mạnh, có tính chiến đấu cao, đoàn kết chặt chẽ để lãnh đạo toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của quân đội, mãi mãi xứng danh là bộ đội Cụ Hồ, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.